Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang dành thời gian theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin sẽ gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bí thư Trung ương, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Khăm Phăn Phởi Nhạ Vông, đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với các nhà đầu tư những lúc khó khăn, tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hà Lan. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi trong gần 2 tháng rưỡi. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 13 tháng 12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Bí thư Trung ương, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Lào Khăm Phăn Phởi Nhạ Vông. Hiện nay, Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đang xây dựng cương lĩnh chính trị, đồng thời Ban Tuyên giáo và Hội đồng Lý luận Trung ương hai nước đang triển khai có hiệu quả hợp tác trong việc triển khai các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao cũng như công tác nghiên cứu lý luận, thực tiễn, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nghiên cứu biên soạn tư tưởng Cây Sòn Phong Vi Hẳn, việc biên soạn và xuất bản cuốn sách về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, chia sẻ thông tin kinh nghiệm về công tác tuyên giáo cũng như công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Tổng Bí thư hoan nghênh hợp tác giữa hai đảng, hai nước và đặc biệt tin tưởng với những kinh nghiệm quý báu về lý luận và thực tiễn, Lào sẽ hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan, chiều 12 tháng 12 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Hoàng hậu Hà Lan Maxima. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Hà Lan, bày tỏ mong muốn Hoàng gia và cá nhân Hoàng hậu tiếp tục ủng hộ, đẩy mạnh toàn diện quan hệ hai nước, cũng như hỗ trợ tài chính, chuyển giao công nghệ, giúp Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi mới sáng tạo, giáo dục tài chính, bảo vệ người tiêu dùng tài chính, nhằm tăng cường các công cụ để triển khai chiến lược tài chính toàn diện một cách hiệu quả. Hoàng hậu Maxima bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam, nhất là về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, đánh giá cao việc Việt Nam triển khai chiến lược tài chính toàn diện quốc gia và khẳng định trên cương vị là đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về tài chính bao trùm sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai. Nhân dịp này, Thủ tướng trân trọng chuyển lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời nhà vua và Hoàng hậu thăm Việt Nam. Hoàng hậu Maxima vui vẻ nhận lời. Cũng vào chiều 12 tháng 12, Thủ tướng đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Hà Lan Jan Anthony Bruin và Chủ tịch Hạ viện Hà Lan Vera Beckham. Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm chính thức Hà Lan của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, nhấn mạnh đây là dấu mốc quan trọng nhân dịp hai nước sắp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ đối tác toàn diện với Hà Lan trên tất cả các lĩnh vực, mong muốn đẩy mạnh khuôn khổ đối tác chiến lược về biến đổi khí hậu và nông nghiệp bền vững, đánh giá cao sự quan tâm ủng hộ của Nghị viện Hà Lan trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, bày tỏ ấn tượng với thành tựu phát triển kinh tế năng động của Việt Nam, nhắc lại chuyến thăm Hà Lan năm 2018 của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện đánh giá cao hợp tác chặt chẽ giữa Nghị viện Hà Lan và Quốc hội Việt Nam, ủng hộ vai trò của Việt Nam làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Nghị viện Hà Lan với Hội đồng Liên minh Nghị viện ASEAN, nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai nước về ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, nhất là ở đồng bằng sông Cửu Long. Thủ tướng đề nghị Nghị viện Hà Lan sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU, góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên, khuyến khích doanh nghiệp Hà Lan đầu tư vào các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, an ninh lương thực, năng lượng ở Việt Nam. Đề nghị Nghị viện Hà Lan ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hàng thủy sản của Việt Nam, xem xét thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị Hà Lan-Việt Nam. Thủ tướng cũng chia sẻ nỗ lực của Việt Nam về ứng phó với biến đổi khí hậu, tập trung vào nâng cao năng lực, cải cách thể chế, đầu tư vào hạ tầng chiến lược, giáo dục và thúc đẩy hợp tác quốc tế, trong đó có Hà Lan. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, nhất là giữa các ủy ban quốc hội để trao đổi thông tin, kinh nghiệm lập pháp và giám sát. Nhân dịp này,
Thủ tướng đã trân trọng chuyển lời mời thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Hà Lan. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hà Lan, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hà Lan với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn của hai nước. Tại diễn đàn, các bộ ngành và doanh nghiệp hai nước đã trao đổi đề xuất những ý tưởng mới, cơ hội mới về đầu tư kinh doanh nhằm đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước ngày càng hiệu quả, thực chất. Dành thời gian phân tích về những nền tảng quan trọng để thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại đầu tư giữa Việt Nam, Hà Lan, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hai nước có mối lương duyên trong lịch sử và không ngừng phát triển sau gần 50 năm qua. Hiện các doanh nghiệp Hà Lan đầu tư vào Việt Nam đứng đầu châu Âu và đang có hiệu quả. Việt Nam đã ký kết 15 hiệp định thương mại tự do với trên 60 nước, trong đó bao gồm các thị trường lớn nhất thế giới. Trên nguyên tắc hợp tác, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ và hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân, Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư Hà Lan nắm chắc chủ trương của Đảng, Nhà nước Việt Nam để mở rộng đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp sạch, logistics, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền công nghiệp năng lượng sạch, phát huy được tiềm năng rất lớn về điện gió, điện mặt trời. Các nhà đầu tư yên tâm đầu tư Việt Nam, có lúc khó khăn, đó là đương nhiên. Quan trọng là chúng ta nhận ra nó và chúng ta ngồi lại, chúng ta đàm phán, chúng ta cùng nhau giải quyết. Vấn đề là chúng ta đầu tư và chúng ta tổ chức thế nào để cho nó có lợi nhất cho nhà đầu tư, cho nhà nước và người dân thôi. Chính phủ Việt Nam thì sẵn sàng chia sẻ với các bạn những lúc khó khăn. Chúng tôi sẽ cố gắng để tạo điều kiện thuận lợi nhất, ví dụ như vấn đề thủ tục hành chính, ví dụ như là môi trường đầu tư. Thủ tướng cho biết, nhiều vấn đề nhà đầu tư quan tâm như cơ chế mua bán điện trực tiếp, phát triển điện mặt trời áp mái đang được chỉ đạo và thúc đẩy giải quyết. Thủ tướng nhấn mạnh, nếu như trước đây quan hệ hợp tác giữa hai nước nghiêng về giúp đỡ, viện trợ nhiều hơn, thì giờ đây đã chuyển sang giai đoạn hợp tác bình đẳng, cùng thắng, cùng có lợi. Tại diễn đàn, Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết một số thỏa thuận, văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp, cơ quan hai nước. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp làm việc với lãnh đạo một số hiệp hội và tập đoàn hàng đầu của Hà Lan đã và đang đầu tư tại Việt Nam. Tiếp Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam và Chủ tịch Phòng Thương mại Hà Lan Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hiệp hội và Phòng Thương mại tiếp tục thúc đẩy các doanh nghiệp Hà Lan đầu tư tại Việt Nam với tinh thần người đi trước hỗ trợ người đi sau thành công hơn người đi trước, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng xanh, sạch, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, cơ sở hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm, thị trường, chuỗi cung ứng, giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia các chuỗi cung ứng toàn cầu. Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi, tích cực hỗ trợ để các nhà đầu tư nước ngoài tin tưởng đầu tư kinh doanh lâu dài tại Việt Nam. Tiếp lãnh đạo tập đoàn Climate Fund Managers đã đầu tư 430 triệu đô la Mỹ tại Việt Nam, Thủ tướng đã làm rõ những kiến nghị của tập đoàn liên quan tới giá điện gió. Thủ tướng nhấn mạnh, hiện các chính sách ưu đãi với giá điện gió, điện mặt trời đã hết ưu đãi từ ngày 1 tháng 11 năm 2021. Vì vậy, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Công Thương rà soát quy hoạch, nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách và các vấn đề liên quan đến điện tái tạo, tìm giải pháp phù hợp để bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư, nhà nước và người dân, góp phần phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo nhanh, bền vững. Tiếp lãnh đạo tập đoàn Harvest Waste, Thủ tướng hoan nghênh kế hoạch đầu tư nhà máy sản xuất điện sử dụng chất thải tại tỉnh Sóc Trăng với tổng vốn dự kiến 100 triệu đô la Mỹ, đồng thời đề nghị tập đoàn nghiên cứu phát triển và sử dụng các sản phẩm công nghệ cao hiện đại cho các dự án tại Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan địa phương để thực hiện hiệu quả và đúng tiến độ các dự án đang được triển khai. Tiếp tổng giám đốc toàn cầu tập đoàn The House, hoạt động trong lĩnh vực dinh dưỡng và sản xuất thức ăn chăn nuôi với doanh thu tại Việt Nam ước đạt 2 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Thủ tướng hoan nghênh đề xuất của tập đoàn về kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh và phát triển mô hình công nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam, đề nghị tập đoàn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan địa phương để triển khai hiệu quả các dự án đầu tư, bảo đảm môi trường, nghiên cứu mở rộng quy mô đầu tư, tăng cường hợp tác với các đối tác trong nước, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, người nông dân, đề xuất các chính sách, sáng kiến phát triển vùng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Tiếp giám đốc điều hành tập đoàn Nespice, hoạt động trong lĩnh vực chế biến sản phẩm gia vị, hương liệu, Thủ tướng hoan nghênh tập đoàn đã tích cực liên kết, hỗ trợ nông dân Việt Nam phát triển vùng trồng, góp phần đưa nông dân Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng hạt tiêu toàn cầu.
Thủ tướng cho biết Việt Nam đang triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, ưu tiên nông nghiệp sạch, công nghệ cao, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Thủ tướng đề nghị Nespice phối hợp với các bộ ngành liên quan tiếp tục nâng cao giá trị gia tăng cho các ngành hàng hồ tiêu và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nông dân, người tiêu dùng và môi trường. Trong chuyến thăm Hà Lan, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm và làm việc với Trung tâm Nhà vườn Thế giới tại tỉnh Nam Hà Lan và tìm hiểu về mô hình hoạt động của cảng Rotterdam, cảng lớn nhất châu Âu. Trung tâm Nhà vườn Thế giới được xem là trung tâm kiến thức và đổi mới về làm vườn nhà kính quốc tế, nơi tạo ra nền tảng để doanh nghiệp, hệ thống giáo dục, nghiên cứu và chính phủ cùng đổi mới, kết nối, truyền cảm hứng và chia sẻ kiến thức về công nghệ xanh cho ngành làm vườn. Mỗi năm tiếp đón 25.000 chuyên gia quốc tế đến thăm, làm việc. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, dù Hà Lan là nước phát triển nhưng nông nghiệp vẫn là nền tảng. Điều này giống với Việt Nam khi nông nghiệp được xác định là trụ đỡ, gắn với định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh. Hà Lan là một trong những nước chế biến và xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới và Việt Nam muốn học tập kinh nghiệm. Thủ tướng đề nghị hai nước có thể hợp tác theo hướng bổ sung cho nhau, tổ chức các diễn đàn, xúc tiến đầu tư, đa dạng hóa sản phẩm, thị trường, chuỗi cung ứng. Hà Lan giúp Việt Nam về giống cây trồng, công nghệ chế biến, kinh nghiệm quản lý, tổ chức logistics để giảm giá thành. Còn Việt Nam có thể cung cấp nguồn nguyên liệu rất phong phú cho Hà Lan. Thủ tướng giao các bộ trưởng triển khai công việc cụ thể, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực này một cách thực chất, hiệu quả. Sáng nay, lãnh đạo cảng Rotterdam đã giới thiệu với Thủ tướng về lịch sử phát triển, mô hình hoạt động của cảng với các yếu tố thông minh, an toàn, bền vững môi trường và hợp tác công tư. Khu vực cảng cũng là một trung tâm công nghiệp lớn, tạo việc làm cho khoảng nửa triệu người và đóng góp khoảng 8% GDP của Hà Lan. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đặt hai câu hỏi về khả năng phát triển cảng trung chuyển quốc tế của Việt Nam và sự hỗ trợ của cảng Rotterdam. Lãnh đạo cảng cho rằng Việt Nam có tiềm năng lớn để xây dựng các tổ hợp cảng công nghiệp, dịch vụ và cảng Rotterdam sẵn sàng hợp tác với Việt Nam. Tuy nhiên, việc xây dựng cần được tính toán kỹ lưỡng do cạnh tranh rất cao. Thủ tướng nhấn mạnh, Hà Lan là quốc gia phát triển vận tải biển, cảng biển lâu đời, trong khi đây là lĩnh vực tương đối mới của Việt Nam. Việt Nam mong muốn hợp tác với Hà Lan trong lĩnh vực này, với phương châm hai bên cùng có lợi. Thủ tướng đề nghị cảng Rotterdam phối hợp với các bộ, ngành địa phương của Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tiềm năng để xây dựng một cảng trung chuyển quốc tế tại Việt Nam đủ sức cạnh tranh với các trung tâm trung chuyển trong khu vực. Thủ tướng cho rằng, cuộc làm việc chỉ là bước khởi đầu cho triển vọng hợp tác lâu dài giữa hai bên. Chính phủ sẽ giao cho các bộ ngành liên quan phối hợp, nghiên cứu để triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể, hiệu quả. Làm việc với lãnh đạo cảng Rotterdam cũng là hoạt động cuối cùng trong chuyến thăm chính thức Hà Lan của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Vào trưa 13 tháng 12, theo giờ địa phương, Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Lan đến thủ đô Bruxelles, Vương quốc Bỉ, bắt đầu tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và thăm chính thức Vương quốc Bỉ theo lời mời của Thủ tướng Alexander De Croo. Đón Thủ tướng và đoàn tại sân bay có Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ André Griffroy, Vụ trưởng Vụ lễ tân của Liên minh châu Âu, Vụ trưởng Vụ lễ tân Bộ Ngoại giao Bỉ, Đại sứ Việt Nam và đông đảo bà con kiều bào tại Bỉ. Trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Bỉ phát triển nhanh chóng và ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Bỉ hiện là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Việt Nam trong EU. Năm 2021, kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 4,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 54% so với năm 2020 và 10 tháng năm nay đạt hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Bỉ cũng là nước sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU. Ngày 14 tháng 12, tại thành phố Bruxelles, thủ đô Vương quốc Bỉ, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và Liên minh châu Âu EU. 45 năm qua, quan hệ ASEAN-EU đã phát triển năng động, bao trùm các lĩnh vực chính trị an ninh, kinh tế thương mại, văn hóa xã hội và hợp tác phát triển. Phóng sự của nhóm phóng viên truyền hình Việt Nam từ nơi sắp diễn ra hội nghị cấp cao ASEAN-EU. Đã 45 năm kể từ khi ASEAN và Liên minh châu Âu, lúc đó vẫn được gọi là Cộng đồng Kinh tế châu Âu EEC, thiết lập quan hệ đối thoại. Hiệp định hợp tác giữa ASEAN và EEC ký năm 1980 đã chính thức thể chế hóa quan hệ giữa hai khối. Năm 1995, Việt Nam gia nhập ASEAN, thì 12 năm sau, ASEAN và Liên minh châu Âu đã nâng quan hệ lên đối tác tăng cường
rồi tiến dần lên đối tác chiến lược vào năm 2020 trong nhiệm kỳ Việt Nam đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN. Hợp tác được đẩy mạnh mà dễ nhận thấy nhất là trong thương mại và đầu tư. Our EU trade agreements with Japan, Korea, Vietnam. Các hiệp định thương mại của chúng tôi với Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam và Singapore đã tạo động lực quan trọng cho thương mại châu Âu và sẽ thúc đẩy phục hồi kinh tế châu Âu. Chúng tôi đang đàm phán những hiệp định thương mại trên khắp châu Á-Thái Bình Dương, từ New Zealand và Australia đến Indonesia, với tham vọng đạt được một hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và ASEAN. Cuối năm ngoái, Liên minh châu Âu công bố chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN. Trong thời gian vừa qua, Liên minh châu bày tỏ rất rõ rệt là muốn đẩy mạnh cái hợp tác với châu Á nói chung, với ASEAN nói riêng, thông qua một loạt những cái chủ trương chính sách mà Liên minh châu đã ban hành trong năm vừa qua. Và trong các nước ASEAN thì phía lãnh đạo của Liên minh châu Âu bày tỏ đánh giá rất cao và rất kỳ vọng và thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. Vì thế nên những nội dung mà dự kiến lãnh đạo của Liên minh châu trao đổi với Việt Nam có thể nói nó vừa bao hàm tất cả những cái nội hàm để thúc đẩy cái hợp tác kết nối giữa hai lục địa, giữa ASEAN và châu Âu, nhưng lại bao hàm những cái nội dung mà họ kỳ vọng vào Việt Nam sẽ có thể thúc đẩy nhiều. Là thành viên nòng cốt của ASEAN, Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò điều phối quan hệ đối thoại ASEAN và Liên minh châu Âu từ năm 2012 đến 2015 và vẫn đang tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai bên. Năm ngoái, Liên minh châu Âu là đối tác thương mại lớn thứ ba của ASEAN, tổng giá trị thương mại hai chiều gần 270 tỷ đô la. Và Liên minh châu Âu cũng là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ nhì tại ASEAN. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ hội nghị cấp cao ASEAN Liên minh châu Âu. Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sáng 13 tháng 12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp nhằm xem xét và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng, trong đó có việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất cho rằng việc ban hành nghị quyết về vấn đề này là cần thiết. Tuy nhiên, điều quan trọng là cần xác định rõ nội dung, cách thức và thời gian xin ý kiến nhằm phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân. Thường vụ Quốc hội cũng nhất trí kéo dài thời gian lấy ý kiến từ ngày 3 tháng 1 năm 2023 đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2023. Cách thức lấy ý kiến nó như thế nào? Làm sao để cho như trong tờ trình chính phủ cũng nêu và báo cáo thẩm tra cũng nêu là phải nó thực chất và nó hiệu quả. Nên chăng phải có cái, ví dụ như 63 tỉnh thành như thế thì phải có cái những người có trách nhiệm và có hiểu biết lĩnh vực này làm hình thức như báo cáo viên. Rồi phải nêu ra những vấn đề đấy, vì hiện nay cái này nó vướng mắc cái này này. Phương án là thế này, bàn là thế này, có lúc thế này. Rồi đấy nó sẽ tác động đến người dân, nên là tác động doanh nghiệp như thế này. Trước đó, với đa số ý kiến tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua pháp lệnh trình tự, thủ tục, xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân sửa đổi. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất trình Quốc hội xem xét quyết định việc giảm dự toán chi thường xuyên năm 2021 của Bộ Tài chính là 2.200 tỷ đồng, đồng thời cho phép chuyển nguồn kinh phí này sang năm sau để thực hiện đầu tư các dự án của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan với thời hạn giải ngân đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo. Các ngân hàng tiếp tục rà soát và tiết giảm thêm chi phí để giữ và giảm mặt bằng lãi suất cho vay, cũng như tập trung nguồn vốn cho vay vào các lĩnh vực ưu tiên sản xuất kinh doanh xuất khẩu. Đà Lạt sẵn sàng cho Festival Hoa lần thứ 9 với các chương trình chính và nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật ấn tượng. Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí hoạt động để có thể giảm lãi suất cho vay và tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế. Đến nay, tăng trưởng tín dụng ở mức 12,2%, tức là vẫn còn 1,8% hạn mức tăng trưởng cũ. Cộng với gần 2% chỉ tiêu vừa được Ngân hàng Nhà nước nới thêm, các ngân hàng thương mại có thể cho các doanh nghiệp vay. Nếu cộng với việc giảm lãi suất cho vay, sẽ tạo nên tác dụng kép. Với vốn tín dụng sắp được vay mới, doanh nghiệp này dự tính sẽ đầu tư máy móc,
để nâng sản lượng miến xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản và tăng cung hàng cho thị trường Tết. Không những thế, kể từ tháng này, doanh nghiệp còn được ngân hàng giảm thêm 20% trên mức lãi suất cho vay hiện hành. Tạo cho như vậy là doanh nghiệp có thêm những cái trang trải trong cái chi phí tài chính. Chúng tôi chủ động được để đảm bảo như vậy là cả sản lượng và cả doanh thu. Agribank còn dư địa khoảng 30.000 tỷ nữa để tăng trưởng tín dụng cho những ngày cuối cùng trong năm nay. Thì khách hàng đang được Agribank hỗ trợ 20% so với lãi suất hiện đang áp dụng. Cho đến thời điểm này, việc huy động vốn của các ngân hàng vẫn tăng chậm, chỉ bằng 1/3 so với tăng tín dụng. Cộng với những bất ổn kinh tế, tỷ giá trên thế giới đã khiến cho các ngân hàng phải đẩy lãi suất huy động lên cao. Tính chung, lãi suất huy động trên 6 tháng đã tăng khoảng 3,5 đến 4% một năm so với cuối năm ngoái, nhưng lãi suất cho vay chỉ tăng thêm từ 1 đến 3% một năm tùy từng trường hợp. Sử dụng nhiều về công nghệ số và nhờ vậy thì nó cũng tiết giảm được các cái chi phí vận hành khá là lớn. Nhưng tuy nhiên thì cái chi phí của ngân hàng nó không nhiều so với chi phí trả lãi, chi phí huy động vốn. Thì nếu như cái mặt bằng lãi suất mà nó ổn định thì lúc đấy ngân hàng bằng cái việc là tiết kiệm chi phí của mình thì mới giảm được nhiều. Cả doanh nghiệp và ngân hàng cùng tháo gỡ những khó khăn của cả hai phía và cùng tạo điều kiện để có thể hiểu nhau hơn, chia sẻ với nhau hơn trong cái hoạt động kinh doanh của mình. Và đặc biệt là có được cái nguồn vốn giúp bà con nông dân trong vấn đề thu hoạch, trong vấn đề tạm trữ, trong vấn đề chế biến, trong vấn đề xuất khẩu. Đây đều là những cái vấn đề rất quan trọng trong cả cái chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ. Thực hiện chỉ đạo công điện của Thủ tướng, các ngân hàng đang tiếp tục rà soát và tiết giảm thêm chi phí để giữ và giảm mặt bằng lãi suất cho vay, cũng như tập trung nguồn vốn cho vay vào các lĩnh vực ưu tiên như sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, nông nghiệp nông thôn. Đã có 12 ngân hàng cam kết giảm tiền lãi với số tiền hơn 3.300 tỷ đồng để hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân qua giảm lãi suất từ 0,5 đến 3% một năm. Ngày 5 tháng 12 vừa qua, trong chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Việt Nam, Hàn Quốc đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, góp phần đưa quan hệ hợp tác hai nước phát triển ở tầm cao mới, trong đó có lĩnh vực kinh tế. Trước làn sóng kinh doanh, đầu tư mạnh mẽ của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, bên cạnh những chính sách thu hút đầu tư thì cũng còn tồn tại hoặc phát sinh một số bất cập, khó khăn đối với doanh nghiệp Hàn Quốc. Sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp nước ngoài cũng là mong muốn của chính phủ Việt Nam. Trung tâm trưng bày sản phẩm xuất xứ Hàn Quốc này đã hoạt động 6 năm tại Việt Nam. Gần đây, trung tâm muốn nhập khẩu thêm sản phẩm thức ăn nhanh cho thú cưng, nhưng giấy chứng nhận kiểm dịch mặt hàng này tại Việt Nam khác biệt nhiều so với Hàn Quốc. Do đó, chị Yuri mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu thủ tục, giấy tờ. Đây cũng là khó khăn chung của nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Hàn Quốc tại Việt Nam. Nói chung, nhiều thủ tục hành chính hoặc giấy tờ ở Việt Nam chưa được thống nhất, nên chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, chúng tôi phải tự mò mẫm, tìm hiểu về các quy trình thủ tục xuất nhập khẩu, mất rất nhiều thời gian. Nếu có thể mở rộng các hạng mục thông qua khai báo hải quan điện tử, thì thủ tục sẽ tiện lợi hơn rất nhiều cho các doanh nghiệp nước ngoài như chúng tôi. Tập đoàn công nghệ dịch vụ đám mây Megazone đầu tư tại Việt Nam từ năm 2016. Do đến nay, pháp luật về quản lý thuế giá trị gia tăng đối với lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật số vẫn còn một số vướng mắc, nên doanh nghiệp cũng gặp khó khăn khi thực hiện nghĩa vụ đóng thuế tại Việt Nam. Một số dịch vụ kỹ thuật số tại Việt Nam thuộc nhóm chịu thuế giá trị gia tăng với thuế suất 0%. Tuy nhiên, đối với dịch vụ đám mây thì lại chưa rõ ràng cụ thể, nên chúng tôi khá băn khoăn và hy vọng vấn đề này được chính phủ Việt Nam quan tâm giải quyết. Hiện có khoảng gần 10.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, cùng với đó là những doanh nhân, lao động người Hàn Quốc tới làm việc và sinh sống tại Việt Nam. Được tạo điều kiện hơn nữa để cấp giấy phép lao động, visa và thẻ cư trú dài hạn tại Việt Nam cũng là mong muốn chung của cộng đồng người Hàn Quốc. Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam hiện được cấp visa làm việc ngắn hạn, có thời hạn tối đa là 3 tháng, và visa làm việc dài hạn, có thời hạn tối đa là 1 năm. Điều kiện xin cấp thẻ tạm trú cũng nhiều thủ tục. Điều này đôi khi ảnh hưởng trực tiếp đến quy định người đại diện pháp luật của doanh nghiệp và rất nhiều thủ tục đầu tư khác, khiến chúng tôi mất nhiều thời gian hơn. Chúng tôi kỳ vọng những vướng mắc này sớm được giải quyết. Luôn lắng nghe, đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài là cam kết đã được khẳng định tại nhiều cuộc gặp gỡ giữa các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.
qua đây cũng tạo thêm niềm tin và động lực cho các nhà đầu tư nước ngoài phát triển tại Việt Nam. Quỹ VinFuture vừa công bố các hoạt động của tuần lễ khoa học công nghệ lần thứ 2 diễn ra từ ngày 17 đến 21 tháng 12 năm 2022 tại Hà Nội. Sự kiện quốc tế này có sự góp mặt của hàng trăm nhà khoa học đạt các giải thưởng danh giá như Nobel, Millennium, Turing nhằm chung tay vì mục tiêu hồi sinh và tái thiết sau đại dịch. Khởi đầu là chương trình giao lưu cùng Hội đồng Giải thưởng và Hội đồng Sơ khảo VinFuture và diễn thuyết Đổi mới hiện tại, kiến tạo tương lai. Tiếp đó là tọa đàm Khoa học vì cuộc sống với các chủ đề nông nghiệp bền vững trong bình thường mới, vật liệu mới cho tương lai lưu trữ năng lượng và liệu pháp cá thể hóa trong điều trị ung thư. Tuần lễ sẽ khép lại với sự kiện Chào tương lai, giao lưu cùng chủ nhân giải thưởng VinFuture 2022. Tâm điểm của tuần lễ khoa học công nghệ và là lễ trao giải thưởng VinFuture, nơi vinh danh các công trình khoa học đột phá cùng sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới. Chỉ còn vài ngày nữa là thành phố Đà Lạt khai mạc Festival Hoa lần thứ 9 năm 2022. Hiện các khâu chuẩn bị cho ngày hội thành phố Hoa đã cơ bản hoàn tất. Người dân và du khách cũng rất hào hứng mong chờ sự kiện này, ghi nhận tại thành phố Đà Lạt. Khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt và quanh Hồ Xuân Hương, nơi diễn ra các sự kiện chính của Festival Hoa, không khí lễ hội đã lan tỏa trong từng góc phố. Các công nhân đô thị đang gấp rút hoàn thành công việc trang trí hoa tại các công viên và khu vực công cộng. Họ phải làm việc liên tục để hoàn thành tốt nhất các công việc được giao, vừa là trách nhiệm, vừa là sự hào hứng trước một sự kiện lớn của thành phố Hoa. Vô ngày lễ hội thì tất cả lực lượng công nhân, cũng như là ban phòng đội thì cũng đều khẩn trương để làm cho kịp tiến độ. Công ty cũng như là các ban ngành phối hợp rất tốt, hoa đẹp hơn, rất là phấn khởi. So với mọi năm, năm nay, thời tiết Đà Lạt vào lúc này lạnh hơn năm ngoái, dao động từ 9 đến 22 độ trong những ngày gần đây. Đây cũng là mùa đẹp nhất trong năm, khi muôn hoa khoe sắc, nắng đẹp và là điều kiện lý tưởng cho du khách đi du lịch, nhất là trong dịp đón chào Festival, Noel và năm mới. So với bình thường mọi lần em đi thì lại thấy hoa nhiều hơn, thấy nguyên một cái vườn hoa đỏ nhìn rất là lung linh và rất là đẹp. Nói chung là rất là vui, sẽ kiểu như là mọi người rất là hào hứng về cái vấn đề này. Điểm mới của Festival Hoa năm nay không chỉ có các chương trình chính diễn ra trong tháng 12, mà còn có các chương trình hưởng ứng đã được tổ chức tại nhiều địa phương trong tỉnh với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật ấn tượng, thu hút sự quan tâm của công chúng như chương trình triển lãm Thiên đường Tây Nguyên, chương trình nghệ thuật Bảo Lộc, Hương Trà, Sắc Tơ, giải đua ngựa Không Yên. Cùng với đó là các công trình hạ tầng mới cũng được thi công và đưa vào hoạt động dịp festival như các tiểu cảnh hoa, công trình chiếu sáng nghệ thuật quanh Hồ Xuân Hương, hứa hẹn sẽ mang lại một mùa festival đáng mong đợi sau 2 năm khó khăn vì dịch COVID-19. Những hình ảnh tại thành phố Đà Lạt cũng đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Để xem trực tuyến các chương trình của VTV4, quý vị và các bạn có thể truy cập vào địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc là tải ứng dụng VTV Go trên App Store hoặc Google Play. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.